Trong bài học này, chúng ta sẽ học cách dự báo các hạng mục còn lại của bảng cân đối kế toán của công ty. PP&E, tài sản, nhà máy và thiết bị, nợ phải trả, vốn sở hữu và tiền mặt. Sau khi học xong, chúng ta có thể dự báo tất cả các khoản tài chính cần thiết cho mô hình tài chính 3 báo cáo hoàn chỉnh. Tài sản, nhà máy và thiết bị là nhóm tài sản thường được sử dụng trong sản xuất hoặc quản trị. Nếu một công ty sở hữu một nhà máy sản xuất, giá trị của nó sẽ được thể hiện trong tài khoản PP&E. Những chiếc xe ô tô được sử dụng cho mục đích hành chính và bán hàng cũng được hiển thị ở đây. Hàng năm, giá trị của các tài sản này sẽ giảm dần bởi vì chúng bị khấu hao thông qua quá trình sử dụng và tài khoản PP&E phải cho thấy được tài sản đã cũ đi cũng như giá trị thường của chúng đã giảm đi. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều đầu tư vào tài sản PP&E mới mỗi năm. Chi phí này gọi là chi phí phí tổn, Capital Expenditure, hoặc ngắn gọn hơn là CAPEX. Đây là những tài sản mới được thêm vào tài khoản PP&E. Do đó, khi tính toán PP&E, chúng ta cần nhớ rằng các công ty bắt đầu với một lượng PP&E nhất định. Sau đó, khi các tài sản này được sử dụng trong suốt cả năm, giá trị của chúng sẽ giảm vì D&A, khấu hao và phân bổ, dẫn đến việc chúng ta có giá trị PP&E thấp hơn lúc đầu. Nhưng nếu công ty đầu tư vào CAPEX thì PP&E sẽ tăng. Những mục này phải được tính tới khi lập mô hình cho PP&E. Một số người thích tạo bảng theo kiểu D&A chi tiết cho các tài khoản khác nhau, tùy theo thời gian sử dụng của chúng. Một số người khác đơn giản hơn, họ chỉ mô hình hóa CAPEX dựa theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu và D&A theo tỷ lệ phần trăm của PP&E ở thời điểm ban đầu. Thực ra, cả hai phương pháp trên đều hợp lý cả. Quan trọng là bạn cần dựa vào số lượng thông tin bạn có, cùng với yêu cầu về mức độ chính xác của dự báo để lựa chọn phương pháp phù hợp. Mô hình hóa các khoản nợ tài chính có thể rất dễ dàng với một số công ty, nhưng lại trở thành một công việc cực kỳ khó khăn đối với những công ty khác. Tất cả phụ thuộc vào số chương trình cho vay, loan facility công ty đã sử dụng, dựa trên mức độ phức tạp của các chương trình đó và vào số lượng hợp đồng đã thỏa thuận với người cho vay. Chúng ta sẽ đến với lịch trình trả nợ. Tương tự như CAPEX, với hạng mục nợ, chúng ta có 4 mục: nợ lúc đầu, nợ mới, nợ đã trả và nợ cuối cùng. Để tính toán số nợ cuối cùng, chúng ta cần tính đến cả những khoản nợ mới và số nợ công ty đã trả được. Sau khi xong những việc trên, chúng ta phải phân biệt giữa chi phí lãi vay và nợ phải trả. Nếu chúng ta không có đủ thông tin để thực hiện phân tích chi tiết này, chúng ta có thể tính chi phí nợ trong quá khứ bằng cách chia chi phí lãi vay cho các khoản nợ phải trả và sử dụng chi phí nợ trong quá khứ cho dự báo thời kỳ này. Lịch trình vốn chủ sở hữu của một công ty bị ảnh hưởng bởi các dịch chuyển sau. Vốn chủ sở hữu lúc đầu, cổ đông tăng vốn, cổ đông cung cấp vốn mới cho công ty, thu nhập dòng hoặc kết quả thua lỗ trong thời kỳ tài chính, cùng với cổ tức trả cho cổ đông, để ra được vốn chủ sở hữu cuối cùng. Thành phần thứ 3 là một trong những liên kết quan trọng nhất giữa báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Tôi chắc chắn ở thời điểm hiện tại, bạn đã hiểu được chúng ta không xây dựng một mô hình chính xác và logic thì nó sẽ không cân bằng được, phải không? Ok, vậy những dòng này được dự báo như thế nào? Vốn chủ sở hữu ban đầu của giai đoạn này sẽ là vốn chủ sở hữu cuối cùng trong giai đoạn trước. Bình thường, rất hiếm khi công ty được tăng vốn bởi cổ đông, nên dự báo sẽ là không. Thu nhập dòng đã được tính toán trong P&L, nên chúng ta sẽ liên kết thu nhập dòng ở bảng cân đối kế toán đến đó. Cuối cùng, chúng ta có cổ tức. Hầu hết các nhà lập mô hình đều nhìn vào tỷ lệ chi trả cổ tức trong quá khứ của công ty và mô hình tỷ lệ phần trăm của dòng tiền tự do của công ty. Hoàn hảo, kết quả chúng ta có được là vốn chủ sở hữu cuối cùng. Hạng mục cuối cùng cần được dự báo là tiền mặt. Để dự báo tiền mặt, chúng ta cần xây dựng báo cáo dòng tiền. Sau đó, số dư tiền mặt cuối kỳ sẽ bằng số dư tiền mặt đầu kỳ cộng với dòng tiền thuần trong suốt cả năm. Đây là cách chúng ta xây dựng ra một mô hình hoàn chỉnh. Một khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở bảng cân đối kế toán ra và kiểm tra xem tài sản có bằng nợ phải trả cộng vốn chủ sở hữu hay không. Nếu có, nghĩa là bạn đang làm đúng rồi đấy. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như like fanpage cộng đồng kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin về bài giảng khác hoàn toàn miễn phí nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.